người ta cắt amidan là khi mà khi khi người ta amidan đó là hai cái hạch bạch huyết rất là lớn của cái đường đường hô hấp và đường tiêu hóa chúng ta, nên nó nằm ở cái ngã ba hậu họng của chúng ta. Do đó là nếu như mà một cái cục amidan mà nó bị cắt đi thì nó sẽ mất cái tính bảo vệ này. Do đó mình thấy là nó là cái trạm tiền phòng, bộ đội biên phòng. Do đó bản thân nó là nó hay gánh chịu nhất, đó là gì? Ma sát của thức ăn nè, đồ nóng nè, đồ cay nè, đồ cứng nè, rồi cho đến những cái vi khuẩn còn sót lại nè, đều là tấn công và nó là người tiếp ứng đầu tiên, nên nó bị viêm. Và nếu mà viêm đi viêm lại nhiều lần thì nó sẽ to, bởi vì viêm là nó có hiện tượng là sưng nóng đỏ đau và làm cho người bệnh rất là khó chịu. Nếu cái trường hợp này là em bé thì nó sẽ làm cho cái em bé này thường là nó bị thiếu cái hơi thở, do nó nằm ở ngã ba hậu họng, mà thường là em bé nó sẽ bị viêm mũi họng, bị nghẹt mũi nữa thì nó sẽ thở bằng họng, mà bây giờ họng đang bị hai cái amida nữa nên nó sẽ rất là khó cho cái em bé này. Và nó học có thì nó há miệng ra nó thở không à, nên nó há ra và nó bị thiếu oxy lên trên não và nó làm cho học không tập trung được. Hoặc là viêm nhiễm đi viêm nhiễm lại nhiều lần và nó làm cho em bé này bị gián đoạn cái việc học, không có thường xuyên đến trường được, thì bắt buộc trong cái tình huống này thì người ta phải xử hai cái amidan này đi. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là tạo hóa không tạo ra một cái gì thừa, kể cả ruột thừa cũng không thừa nhé. Nó là một cái cơ quan miễn dịch rất là tốt cho cơ thể đấy, nhưng mà bởi vì nó có thể gây chuyện, nên người ta chọn giữa sinh mệnh với lại chọn giữa sinh mệnh với lại bệnh tật thì người ta mới chọn như vậy. Nên chúng ta thấy là trường hợp mà rất là hy hữu thì bác sĩ mới là phải can thiệp bằng những cái phẫu thuật cho chúng ta mà thôi. Chính vì thế chúng ta cũng không có lạm dụng, cứ hễ thấy con mình mới bị vài lần viêm amidan thì đề nghị với bác sĩ là mổ. Mà một số bác sĩ, một số cái trường phái bây giờ là đồ sắm mổ và cộng tác xã hội hóa với một số công ty trang thiết bị y tế, do đó một tháng thì họ cũng sẽ được khoán là phải mổ bao nhiêu ca. Đây là một trong những cái nghịch lý ở trong cái ngành y. Do là ngành y thì chưa được trang bị một cách đầy đủ, do đó là những cái công ty xã hội hóa thì họ có cái đất để mà sống và họ bán trang thiết bị dựa trên cái số ca đó, bồi dưỡng cho bác sĩ là bao nhiêu, rồi vân vân, thì ai là nguồn thu ạ? Bệnh nhân là nguồn thu. Và cái chuyện ai là cái người mà bị chịu đựng về sau đó những cái biến chứng, những cái di chứng à? Các amidan cũng rất là nhiều biến chứng mà, do đó là cũng là bệnh nhân bị. Thì cơ thể Vân, cảm ơn Vân Lê đã ghi lại cái câu là cơ thể mình không có gì thừa cả, nên nhớ điều đó. Thành ra bảo vệ, bảo trì cơ thể là một cái cách khôn ngoan nhất để mà chúng ta bảo vệ cái sức khỏe của chúng ta. Và khả năng cơ thể bị nhiễm khuẩn và ung thư cao hơn những người không cắt. Không phải là như vậy. Nó không có liên quan gì tới cái chuyện là ung thư hay không ung thư khi cắt mà không cắt, bởi vì cũng có thể là cái cơ địa bị ung thư thì mình coi lại, đôi khi nó nằm ở ba đời, về yếu tố di truyền thôi đấy nhé, là ba đời, mình coi nội ngoại hai bên mà ba đời, có ai bị ung thư hoặc là chết mà nghi ngờ về ung thư hay không, nếu mà có thì khả năng mình là có, mà tôi chắc chắn là đời ba đời của mình thì ai cũng có. Do đó là cái chuyện phòng ngừa ung thư đó, nó có rất là nhiều cách để phòng ngừa, chứ không phải là để amidan thì phòng ngừa ung thư hay là cắt amidan thì bị ung thư.